trông kiểu gì mà trống trơn như thế này, chẳng có logo, cũng chẳng có tí màu sắc nhận diện mà đòi khách hàng nhớ tới thương hiệu của mình á. No. Này, vào đây thử ngay mẫu áo đồng phục này xem, đảm bảo ra đường không khác gì marketing di động luôn. Wow, đúng là áo đồng phục xịn đây rồi. Áo được làm bằng chất liệu cao cấp, rất mềm mại luôn. Bề mặt vải siêu mịn, thấm hút mồ hôi rất tốt. Đây, mình vò như thế này mà áo vẫn còn nguyên dạng, không nhăn, không xù nhá. Đảm bảo được độ bền tốt khi các bạn làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống. Không chỉ đơn giản là màu xanh basic, phần logo được in ấn nổi bật trên nền áo cả phía trước và phía sau luôn nha. Hình in rất sắc nét và chuẩn màu, không lo bong chóc hay sờn rách nha. Phần cổ và tay áo đều bo dệt pha phối rất bắt mắt, không hề đơn điệu chút nào nha. Vì là áo đồng phục ngành F&B nên dáng áo rất chuẩn form, từ vai đến phần ngực và eo đều rất vừa vặn, gọn gàng, sạch sẽ. Không quá bó sát, tránh việc bị bí nóng, khó vận động khi làm việc mọi người nha. Nếu như nhà hàng và quán ăn nào đang tìm mẫu áo đồng phục chuẩn nhận diện và chất lượng như thế này thì inbox hoặc để lại bình luận trong video này nha.